Ngày 2 tháng 11, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết vừa bắt quả tang một kho hàng nhái ở Gia Lai. Theo đó, sáng cùng ngày, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Gia Lai tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thành phố Pleiku do bà Quy làm chủ. Cơ sở này có diện tích khoảng 300 m2 được xây dựng khép kín. Thời điểm kiểm tra có trên 10 nhân viên đang làm việc tại đây. Các nhân viên được phân công nhiệm vụ phân loại hàng hóa, có người thực hiện livestream bán hàng, chốt đơn. Qua kiểm đếm ban đầu, cơ sở này có khoảng trên 100.000 sản phẩm các loại từ hàng gia dụng, giày dép, túi sách đến mỹ phẩm với rất nhiều chủng loại, nhãn hàng khác nhau. Bước đầu xác định nhiều mặt hàng trong số này có dấu hiệu là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phía hộ kinh doanh cũng thừa nhận nhiều mặt hàng trong số này được mua trên mạng, không có hóa đơn chứng từ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.